Pì nọng xương điếp, kì pì sở nấy, việc ngoài chướng quyết tấn an bòn đầy bòi của văn hóa dân tộc, nhất là nùng sửa khóa tời ké đẩy cấp ủy chính quyền huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, Lồng Xim Thân. Lăng tuần lệ quyết tấn nùng sửa khóa dân tộc của huyện, ký cơ quan đơn vị, say cần dân đã nhất xim hết xèo. Mìn Hà Dú, trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở Quang Trung, khẩu nơ tàu thị của Hua Tuần, Thuần Thải Lục Tư, cán bộ quản lý thấy tư của trường, xảy nùng trược hóa tẩy ké của dân tộc Lầu. Trăng phản thon tàu thị của Tuần Mớ, việc nùng trược hóa tẩy ké, đã đẩy trường hết lần khẩu thị sở này, xảy đẩy ký nhất tim pang tròi của bò mẹ óc Lục Tư, cán bộ thấy tư, Lục Tư trang trường. Trong gia đình em, bà và mẹ thường rút xuân nọng cần ké của nọng xây mé vận lùng xóm khe mịp hải tràm nhập thừa khóa tới ké cùng thừa khóa đạp bên nèm sáu cần dân lâu tắm mưa bay ma giá đi nọng nùng thừa tràm bay hồi này nọng đầy thấy sư son ngòi trướng ăn còn tỷ đây pioi của tới ké ký pi con xuân trường đã hứa mọi cần nùng thừa khóa tới ké giá pi nấy đầy ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo trường tèo tính thành hơn thêm việc nùng thừa khóa tới ké đấy lâu hăn nùng thừa khóa tới ké bận ấy trang tài cần diếu toa sáu lục sư thấy sư Mỹ Tan, trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở Quang Trung nại xú huyện Mỹ Tình Pét Tiếp Vấn Pháp trường thon bao đầy việc nùng thừa khóa dân tộc khẩu vằn thon nâng trang tuần xảy ký phản lệ phản nèn cũng nùng thừa khóa dân tộc trong những ngày lễ nhất là ngày đầu tuần khẩu ký văn lệ lục sư xây nùng sửa khóa tới ké của dân tộc Lầu tứ pi son lấy to bay lăng bừa trướng tròi pọm còn trường là thuần thấy lấy sư xây lục sư đeo nùng sửa khóa tới ké khảo văn Hua Tuần phấn lai là sửa khóa bị nọ cần nùng cần sao nhất là rú trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở Thiện Thuật. Theo phòng chuyên môn huyện Hử Chắc, trang tuần lệ quốc tính nùng trược hóa dân tộc đã đẩy thuần thầy cơ quan đơn vị trường thôn trang huyện nào nhiệt hết theo. Đần xiên cán bộ cần hất công, lục tư, cần dân tỷ phuông đã xảy căn nùng cùng trược hóa dân tộc, trang thị quốc tính. Trang ký phản lệ, phản nèn, phản hội, nay cơ quan đơn vị vẫn bao đẩy việc nùng trược hóa dân tộc. Quán này đã chào đẩy mòn đây và phần việc hất lần. Nhất ra ký xã Phận Cạ, Thiện Thuật, Quang Trung, việc nùng trược hóa dân tộc đã đẩy cán bộ cần hết công, nùng hết việc ăn vặn, nùng chập nạ cần dân. Quán này có phấn tàng có mô hình chính quyền, đây mạc rú tỷ phuông. Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ ký cơ quan nùng sửa khóa tới ké vừa bay hết việc, có phấn tàng có chính quyền đê mạc, khe cần dân thân hết việc, hăn hôn hỉ on ún, gì có phấn ngòi trướng ăn bọn tí đê pioi của dân tộc. Ký phi sở nề phấn ký thuần dân rú huyện cũng đã và đang thí biểu tính đèo nghề tắm hút phải, nhọm phải chàm, nhập trược hóa tới ké của cần tài cần nùng, cần giao. Tàn súng xạ Thiện Hòa, Thiện Thuật, Quang Trung, Mỹ Sở chất bác cầu tiếp trường, hất nghề nhọm phải chàm, máy trược khóa dân tộc. Trăng hải Mỹ tiếp hạ trường bình họng cần giao, rú bản lân luông, xạ Thiện Hòa, đã phước tính đèo nghề máy trược khóa dân tộc giao, thủ đảng, the khai hử cần thân dương ngòi, hình liều rú tỷ vuông, nảy lang nghề nâng, trăng ký nghề, Mỹ tứ tẩy ké, đã Mỹ nhàng kỳ lai cần chắc hết. Cả này đã và đang thí đẩy quốc tính hết tỏ tèo, rú phấn ký tỷ vuông, rú huyện Bình Gia. Quán này hử hăn thì đã khóa xảy việc quốc tính hết kinh, việc ngoài chướng quốc tính ăn bòn đây bòi của cùng trừ khóa tẩy ké, xưởng thì đẩy cấp hỷ chính quyền huyện Bình Gia, Lồng Kim Thân. Quán này đã đẩy quốc tính thành mắn trang cẩn dân, đẩy lai cẩn dân, Lồng Kim hết theo. Táng dân tộc kéo táng mì sửa khóa của Lầu thì đã quá huyện đại chăn lồng phim thân việc đấy thì nọ nùng sửa khóa tới ké hăn điếp hăn xiết ăn bòn đê pioi của dân tộc Lầu xài căn ngòi trướng cùng sửa khóa tới ké của Lầu. Việc ngòi trướng biểu tính ăn bòn đê pioi của cùng sửa khóa tới ké sẽ la mòn đê nâng mì thản rú huyện thay khai quảng hất ký tỷ dương hỏi hình điều rú tỷ phuông
tổng thị cọp phấn ngòi chứng ăn bòn tỷ đây bòi của dân tộc, rú tiên tỷ Bình Gia Phối Tiêng, rú tỉnh Lạng Sơn Phối Trung.